Vào sáng nay 12 tháng 7, mặc dù trời không mưa gió, tuy nhiên một nhánh cây sao đen tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Tú Xương ở phường 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ở độ cao khoảng 20 m bỗng nhiên bị gãy. Nhánh cây rơi xuống đè trúng vào nam bảo vệ ngồi trông xe trên vỉa hè, khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Phan Văn Chí Linh, 32 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Khi đó anh Linh đang ngồi ghế nhựa trên vỉa hè đường Trần Quốc Thảo để trông xe cho quán cà phê. Do nhánh cây gãy bất ngờ đè trúng khiến anh Linh nằm gục trên nền đất. Nạn nhân bị chấn thương nặng, máu chảy khá nhiều và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, phần nhánh cây gãy nơi lớn nhất có đường kính hơn 20 cm, cành lá xanh tốt, bên trong không có dấu hiệu bị mục. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tiến hành ghi nhận vụ việc, phân luồng giao thông và dọn dẹp hiện trường.